Ôi chào các bé thân mến, lứa tuổi mầm non là giai đoạn vàng để khám phá và phát triển các khả năng tiềm ẩn của trẻ. Mỗi trẻ có những thế mạnh khác nhau, có trẻ thì nói năng rất hoạt bát, có trẻ lại hát hay, múa đẹp. Trong trường mầm non, các con cũng được học rất nhiều những lĩnh vực phát triển, trong đó tạo hình là một hoạt động mà trẻ mầm non rất yêu thích. Học tạo hình giúp trẻ phát huy tính tưởng tượng, khả năng sáng tạo, giúp trẻ thông minh hơn, hình thành khả năng quan sát và nhận thức nhanh hơn, khơi dậy ở trẻ những năng khiếu tiềm ẩn. Vậy làm thế nào để trẻ hứng thú và cách dạy các kỹ năng vẽ cơ bản cho trẻ? Cô xin chia sẻ với các bố mẹ một số kinh nghiệm sau. Bố mẹ cần hướng trẻ đến những nội dung mà trẻ thực hiện, ví dụ như vẽ đàn vịt đang bơi. Bố mẹ hãy tạo cho con hứng thú khám phá. Có thể là cho các con nghe một bài hát về một con vịt. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bầy bong, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Một con vịt xảy ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bầy bong, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Sau khi phụ huynh cho con nghe xong, bố mẹ hỏi các con bài hát nói về con vật gì. Khi các con trả lời đúng, các bậc phụ huynh hãy cho các con quan sát bức tranh về đàn vịt đang bơi và đàn thoại với trẻ về nội dung bức tranh. Con có nhận xét gì về bức tranh? Bức tranh vẽ về cái gì? Trong bức tranh vẽ con gì? Và có mấy con vịt? 1, 2, 3, 4, 5. Và con vịt được vẽ như thế nào? Phần đầu là hình gì? À, phần đầu là hình tròn, được vẽ bằng các nét cong tròn khép kín. Phần mình là hình gì? À, phần mình là hình bầu dục, sao cho vẽ phía đuôi hơi cong và nhọn. Trên phần đầu, vẽ mắt là một chấm tròn đen, mỏ là các nét xiên. Trên phần thân, vẽ một phần nhỏ hơn hình bầu dục để làm cánh. Những chú vịt con có màu sắc như thế nào? Đàn vịt đang bơi ở đâu? Để vẽ những sóng nước, chúng ta vẽ các nét gì? Như vậy, các con vừa được quan sát bức tranh vẽ đàn vịt rồi đấy. Trong quá trình các con thực hiện, bố mẹ luôn động viên con, đặt câu hỏi gợi mở cho con tư duy theo trình tự các bước vẽ như: con muốn vẽ gì? Con sẽ vẽ như thế nào? Sau đó con sẽ vẽ chi tiết gì? Bố mẹ duy trì hứng thú cho con để con tạo được sản phẩm, không chán nản, bỏ cuộc hay thay đổi đề tài khác khi đang vẽ dang dở. Để bức tranh được đẹp và cân đối, phụ huynh hướng dẫn các con xác định bố cục bức tranh sao cho phù hợp, vị trí vẽ các con vịt đều nhau, không mau quá hay thưa quá. Đầu tiên, vẽ con vịt, phụ huynh hướng dẫn con vẽ phần đầu con vịt là hình tròn bằng các nét cong tròn khép kín. Tiếp theo, vẽ phần thân là hình bầu dục, sao cho phía đuôi hơi cong và nhọn. Trên phần đầu, vẽ một chấm tròn làm mắt, vẽ các nét xiên làm mỏ. Trên phần thân, vẽ một hình bầu dục nhỏ hơn bên trong để làm cánh. Phụ huynh hướng dẫn các con vẽ sóng nước bằng các nét cong uốn lượn. Khi các con vẽ được đàn vịt, phụ huynh cho các con tô màu. Các chú vịt được tô màu vàng và chiếc mỏ thì được tô màu cam.
dùng bút màu xanh để vẽ các hình tròn làm bọt nước. Sau đó, đánh nền cho bức tranh. Như vậy, cô đã chia sẻ xong đến các bậc phụ huynh hướng dẫn con vẽ đàn vịt. Thông qua các bức tranh ngộ nghĩnh mà bố mẹ đã giúp con có những cảm xúc ấn tượng về thiên nhiên, con vật, cuộc sống xung quanh bằng các đường nét, hình dáng, màu sắc, khơi gợi khả năng tiềm ẩn trong trẻ, rèn luyện sự khéo léo cho đôi bàn tay của con. Bố mẹ hãy chụp lại những bức tranh của con và gửi cho cô giáo nhé. Cô giáo sẽ rất vui khi nhận được sản phẩm của các con. Bây giờ, cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.